Mấy cái Tama cái tâm một xưa lắm rồi. Cái chữ Nè kia chữ dung dung linh AVKM sần, mà tối hồi tối anh quên coi livestream của ổng nên không biết ổng là cái tên tên nào nữa nha. tên nào Hồi tối nay cấp nhỉ? điện không coi Chờ. livestream Hello và chào mừng tất cả Sao anh em chẳng đã quay trở thấy lại em với top channel của mình. 100? Thì clip ngày Ủa, hôm nay thì mình em lại tiếp chưa. tục đi solo squad, lại mở solo. Mình lại Ừ, auto lên lên mắt cấp chanh mà. của mọi người nạ. Nhảy xuống sau này. Nhanh tay vậy. Thay nghe nhảy xuống sau anh em ạ. Ui, mic số 4 Không biết to phải lên quá. thiệt hay không á, nhưng mà Linh cảm thấy gì? mới vừa bắn thì cảm thấy được được, để Được. coi thứ. Được cái quần què à. Thì vừa nãy anh em đã nghe rồi đấy. Gạt kiếm kiếm Bạn đam à. số 4 có bảo là cái gì? Dăm ba cái top 1. Ui, giọng dễ thương vãi anh Này em có ạ. bị tắt màn biểu Lại không? gái rồi. Mic hơi ù tí thôi, để từ từ để mình sẽ bảo bạn ấy tắt bớt đi. Mic số 4 Đúng cơm gió. mẹ nấu mẹ thôi. Bán mày trời. Cái gì? Cơm mẹ nấu mấy cơm bố nấu cái gì ở đây? Sao? Chi rựa? Không phải không phải mít tao mít mít mày kìa. Mình Quay ai? sao sao cái nón như lại cái bộ cái súng M46 của ổng y hệt ổng không trời. Ổng nào Trên mình phải cũng không đều nhìn có trời. quen. Ổng đâu Đấy. rồi? Mình nghĩ là trong trận đấu ngày hôm nay thì có tận hai bạn nữ cơ. Hình như là bạn nữ số à Đâu đâu bạn đâu. số 2 cũng là nữ anh Không em không ạ. không Còn bạn không số nhưng 4 mà thì chắc chắn Linh Linh rồi. là để coi phải đóng không. Ổng yếc cái gì? Đây này, còn một cháu nữa này. Bà nói mày. Chúng ta có rồi. Bây giờ mày đang chửi nhau với ai vậy? Bạn nữ ngồi cạnh à? Chơi cùng với ở người yêu ngồi cạnh anh em ạ. Phải Sướng lên thực không sự. vậy? Sao sao cái súng y hệt luôn trời. Linh nào mình không Buồn quen. Quá quen cái thằng quần què tên Linh cả. Từ từ thôi. Vũ ơi, quay lại đây đi. Có một bot này. À, tối nào cũng Đâu coi đánh livestream tay. này hiểu không? Tối nào cũng thức đến mấy giờ đêm để coi livestream là mình Uầy. hiểu không? Sống nó éo le cỡ nào vậy? Uầy, cuộc sống éo le vậy. Thức đến muộn để coi Tối hạt livestream của tối mình. nay Cường mẹ thực yếu quá sự. nên không coi livestream được. Sao mạng yếu cái gì vẫn nên coi đi chứ. Thế Buồn luôn gọi hồi tối cấp điểm. là ủng hộ idol. Thì không biết là trận đấu này thì bạn nữ số 4 có dẫn mình vào top 1 được hay không đây. Nghe vẻ dăm anh Tôi em đang vừa đấy làm cũng nhiệm nghe vụ đấy. M16 Cái là lúc tôi đầu đây. đấy, dăm ba cái Đây top à. 1 đúng Đó. không? Trời ơi. Giọng vừa dễ thương lại tay to thế này thì thôi. Gọi là auto đổ rồi. Tốt lên ATM. Cái gì? ATM cái gì? Wow. Chúng ta Ta tùng ta mới tây cả hay gì? Không biết là trong hồi nãy mình nhìn thấy mình thấy ở trong bot cam này là có tim nhảy mà ta. Sao giờ lại không thấy nhở? Lúc vừa nãy thì mình bắn ở bên này. Gọi là hơi trống vắng rồi đấy. Nghe vẻ là hình như là trong này là hơi im ắng rồi các cậu ạ. Không nghe thấy gọi là đâu có một tí sự sống nữa rồi. Chắc mình nút nhanh. À, thì cái chơi coi lê chim hoài mà không nhớ được cái tên. Ông có một bản hàng với lại một bản ấy này. Bạn gì? Bạn gì? Đúng rồi, mình chơi hai ác cơ mà. Chính bọn Em thanh niên này mấy bữa xé tao tao hỏi sâu ổng, hình như ngày hôm qua ngày hôm kia gì đó. hỏi gì À, tao hỏi ổng là cái gì ta? Mất á. Sao anh Tấn lên danh ICM rồi mà anh Linh còn danh Kim Cương? Ổng kêu là ổng cài mình nick. có chơi game nhiều Ông kêu đâu, là nick kia không ngoài phải giờ live ra xanh. thì mình chả chơi game bao giờ cậu ạ. Trời Đậu ơi, xanh các bạn thế luôn. là mình có cài đâu. Uầy, đúng đậu xanh các bạn luôn. Nghe quen vãi chưởng anh em ạ. Mọi người đi thôi các cậu ơi. Let's Let's go, let's go. Lên resort nào. Đi. Nhanh chóng. Chúng ta coi như thế là có duyên rồi đấy. Bây giờ thì chỉ gọi là chỉ chờ để mình dẫn các cậu vào top 1 thôi. Được thực sự luôn. Đi thôi. Nhanh chóng nào. Bây giờ các cậu có muốn top 1 không thì cứ phải đi gọi là phải đi theo mình này. Mình cân tất. Các cậu à đâu, lại có cả bạn số 4 dăm ba cái top 1 nữa thì không thể nào mà đỡ được anh em ạ. Tay to như thế này cơ mà. Đi Đâu, nào. đứng 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 lại để coi đồ Đứng thôi, lại phải á. phải không phải không đứng Đây. đứng 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 lại chứ, Đứng đứng gì? lại Ngắm phải nghía không gì? ra. Ngắm nghía cái Không, thanh niên đi soi đồ. Đi sao ai đồ? hình như giống ổng thiệt luôn á mày Ổng à. Cái nào? nón với cái ba lô nè, quên cái nón với lại cái súng với ba lô nữa. Để Nhầm người rồi. Cậu nhầm người rồi, đi khỏe thôi. luôn. Sai thực sự rồi. Đi thôi. Mày chả quen thằng nào, thằng thằng quần què nào tên Linh cả. Nên là đi thôi. Nó Ông thôi nói thôi nhiều luôn. xong. Sao,
xong cái gì thôi. Số 4 hẻo em rồi. Em ơi, là em trời, đồng đội đi hết rồi. Sao trong bot cam vẫn còn à? Anh đang qua, anh đang qua resort mà. Đúng rồi, trời ơi. Bạn số 4. Anh đang qua resort mà, đã kêu là người đã kêu là bot cam xong là phải qua resort. Được rồi, mình phải vào mình gọi là tiêu diệt thanh niên này, định mệnh. Không mà, bán phải quá anh em ơi. Phải qua resort chứ mày. Qua resort cái gì, người ta tay to, người ta ở lại, người ta cần bot cam. Tính mà tính mà tính, để đâu, bán mày. Đậu xanh luôn. Im mày, im coi. Thế là cô gái tay to nào đây rồi. Này lúc check không mày? Đây. Này lúc check em phải không? Nó đang ở trong nhà y. Ai biết đâu á. Ui, giọng nghe ấm thế nhở. Anh đi lên qua trả thù không? Nó rồi. Này nó ở trong này. À, nó ở trên. À, có đi chưa? Có đi chưa? Nó ở trên. Trên nóc nhà, được rồi. Để mình. Có đi chưa? Cái gì càng. Đây, nó trên nóc nhà. Nào. À, mày chạy à? Mày chạy đâu? Có đi nhìn càng đây nè. Mệnh bạn luôn. À, tao biết nằm đâu rồi. Để mình giết nó. Bạn mày dám giết gọi là cô gái tay to của tao rồi, mày. Tôi... Mày đen rồi. Bạn đen rồi. Mình cứ xưng bạn thôi, không được mày tao anh em ạ. Không được mày tao anh em ạ. Hay quá nơ. Rồi. Ôi. Cậu đen rồi, cậu ăn được rồi được xong. Đồng đội của mình mà cậu mày ơi, chạy... đã trả thù với em chạy... xong rồi. Cậu chạy thoát đó. Không có đâu. Chết rồi. Không thoát được đâu. Còn trai em à. Em lấy ra đi. Còn xanh. Em lúc nào cũng lướt chậm hết đi. Kêu đi không chịu đi. Kêu đúng. Kêu đi không chịu đi. Chậm chạp hà. Thế là coi như thế là gọi là cô gái chúng ta đã nằm xuống rồi. Buồn anh em ạ. Cái đam mê đó ba. Đam mê. Ai cả đam mê đó ba. Đam mê lướt. Đam mê nút. Trời ạ. À. Đâu có gì đâu. Xin lỗi mà cái gì đâu. Chẳng mới thôi. Rồi lát cho chẳng mới thôi ha. Sướng thật anh em ạ. Ăn mai ha. Anh em đâu ha. Hai gọi là hai bạn nữ chơi cùng. Học u mê nữa đây. U mê đam mê các thứ. Buồn thực sự. Cũng. Bây giờ thì đi được rồi anh em ơi. Nhanh lên. Đi nào các cậu. Đi rồi. Còn làm cái gì nữa? Let's go. Tôi bảo ông là sướng được ha. Cứ nghĩ hai gọi là chơi cô gái đâu. Chơi cùng. Sướng gì đâu cái gì? Một con gánh nặng. Một con gánh nặng. Bạn ơi trưởng, lát có được chơi với S1 nữa không á? Uầy, có luôn bạn ơi. Tầm này mình chơi với bạn đến gọi là đến ngày kia cũng được. Đây. Thế có được chơi với S1 nữa. Có. Ok nè. Ok nè. Đấy, chat gọi là okay. Ngôn ngữ tin một tí cho nó gọi là hợp phong thủy. Let's go. Đi. Đâu nữa. Nào nhanh chóng nào. Chúng ta gọi là tác phong quân đội nào các thanh niên nào. Qua resort. Tầm này nhà bao việc. Tự nhiên lại ghép được mày vào bài gọi chưa? Là thanh niên này chơi cùng cả hai bạn. Bên này nè. Bình thường ấy, mình ghép vào ấy thì cùng lắm là chơi gọi là gặp một cặp đua thôi. Nhưng mà trận này thì mình gặp cả gọi là cả ba thanh niên cùng một team luôn. Lúc đầu thì mình chỉ nghĩ là thanh niên số 3 với số 4 thôi, nhưng mà về sau thì thêm cả thanh niên số 2. Hình như là thanh niên số 2 này còn ngồi cạnh nữa cơ. Tại vì là lúc bọn em mic có vọng vào thì mình nghe đâu đó là hình như là có hai bạn ngồi cùng. Đấy, cái lúc mà vừa nãy mình bảo là có người yêu đấy. Hình như là người yêu ngồi cạnh chơi game cơ mà. Uầy, sướng thực sự anh em ạ. Mình thử kéo cái này về thấp xuống xem nào. Uầy, tối thế nhở. Nhưng mà nếu mà đây là cái thủ thuật coi như thế nào. Nếu mà anh em chơi cái map đêm này. À quên mất lại một map đêm. Map sương mù này. Anh em kéo nó về thì chắc chắn là sẽ nhìn rõ hơn. Nhưng mà mình làm clip như này thì không lên rồi. Mình mà kéo về thì anh em xem trông nó màu mè, trông nó phùi bắp quá. Nên là mình là phải kéo lên anh em ạ. Không được. Đi qua resort nào các cậu. Xem ở trong xong resort có cái quần què gì không. Nhiều khi vào đây lại hốt được cả một mã người. Bốt cam trận vừa rồi nhảy thì hơi khoai anh em ạ. Ít, hơi ít kill. Mình bắn đâu đó là hình như có 3 kill người cơ mà. Còn đâu là 2 con bốt thì phải. Bà số 2 là như ao rồi. Gọi vào đây thanh niên. Gọi vào. Nhanh chóng nào. Ô, tự nhiên lại không thấy mấy thanh niên nói gì nhở. Ôi, tự nhiên gọi là
là im một phát này, im hẳn luôn. Đây rồi, có tiếng. Let's go, nhanh lên nào. Nhanh. Gọi là nước sôi anh em ơi, nhanh lên. Có clip không anh Linh ơi? Cái gì có clip không? Clip buồn que gì? Let's go. Đi thôi, clip lủng cái gì giờ lại. Nhanh lên. Nước đang sôi, nhà bao việc. Không, số 2 vô, em mượn điện thoại vô em coi thử. Ôi video. Ôi ơi, à. Thôi xong. Hóa ra là Bèo ơi, thanh niên thôi, số 3. Thế là ngồi cạnh đúng rồi. Lấy điện thoại của thanh niên số 2 để vào xem có phải mình không. Ủa số 1 là streamer hả? Mơ mộng gì? Mơ mộng gì? Phải trưởng ông số 1 mà cái tên với cái ba lô hệt luôn, mới test vô YouTube coi nè. Vào hẳn buổi. Thanh niên này. Trong buổi là không, chạy. Tao mượn thoại mày, tao chỉ mượn thoại mày, tao vô đó coi thôi mà. Phải cả trưởng vô coi ạ. Đây này, người đây này. Hả? Nó trước mặt đây này. Thôi xong rồi, số 2 cũng hẹo rồi. Như vậy là người yêu à? Lần hai trời em đi với ơ có tiếng chung ở đây. Rồi tôi xử thằng này đó. Có tiếng gần nhà. Nghe rồi, bình tĩnh. Tôi xử thằng này đó. À. Nó trên này. Gần đầu tiên được gần. Ở trên này này. Ui. Hay quá nữa. Tiếp 113 nữa kìa. Cũng là một tour shopper. Ui, bạn lên. Thôi giờ này. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Rồi ôi. Hay quá nữa. Lên đây làm sao được. Ui. Còn bắn ca mình này. Đậu phộng bạn luôn. Chắc tao đi làm y tá mày không? Y tá còn quay làm à gì? Y tá cho tao lì nước đồ. Không bắn lại còn lấy điện thoại của người yêu để vào xem YouTube. À, thế là giờ người này tao yêu nó giết luôn. Đây này, yeah. Nó làm trên này này. Giờ này tao không ấy nữa. Nằm này. Nằm. Hay quá. Nằm này. Một này đúng hay luôn á. Trời ơi, số 1 ơi. Ơi. YouTuber mà không bắn hay vậy cái ai làm YouTuber ơi. Nữa. Ơi, đấy. Ui, nghe giọng dễ thương thế nhở. Ơi. Nói gì đi, trời ơi, à. Anh có người yêu chưa? Ui, ui thả anh lên còn anh ế mà. Ui, mình làm gì anh người yêu? Hốt đi xem bốp. Mình đang nghe thấy này. Làm liền biết. Để thấy mình đang nghe thấy mẹ đây này. Em cũng ế đó. Ui, em cũng ế đó, ui. Vãi trường ạ. Ui, giọng vãi. Tối nào cũng coi livestream mà. Nghe cái giọng này xong lại còn tán thế. Ấy mà đi Liêm gì tập này, anh có rồi. Người yêu chưa này thì chết rồi. Víu víu quá. Víu víu con người. Thanh niên. Có clip hay mới ấy lận. Nghe phê thực sự anh em ạ. À. Mới có cờ quên. Có người yêu chưa video thế này hay, thì chết. Có clip lận. Chứ video một con gà mới vô mắt ít hai người rồi. Chơi gì đã gặp quả hai bạn nữ cô gái tán thế này. Ấu xịt. Được thực sự. Từ đã, mình phải xử lý cái thanh niên này đã. Anh đang clip, anh phải ghi là... Ghi gì? Gì vậy ta? Ghi gì? Chắc không có clip rồi, bán gà cái này không có clip rồi. Gà cái gì? Bán cái này núp không mà. Mấy ông cần không cần phải bán. Núp cái này thì sao có clip? Không cần phải bán. Lên. Rồi ghê. Từ mình check đã. Thôi cuộc sống này. Hình như nó ở trong nhà này thôi. Đây, đang chạy loanh quanh ở trong cái khu vực như quanh khu vực này thôi. trong nhà rồi. Mình đẩy vào luôn này. Một càng được gặp idol thì à, cuộc đời nó víu luôn. Trong này à? Đang lây nhây trong cái nhà. Thì cái này phải cắn thằng rồi, cái này phải lấy top 1 à, mới có clip nữa. Nghe mông lung chứ nhở. Thôi giật hết ca mình ạ. Trời ơi, mày dám ba cái thằng này. Cũng gì, dân lên tao. Từng bước mình nghe nó không thể phát hiện được cái vị trí ở đâu. Em đi sau để nước thôi anh à. Anh có việc bán đi, nó thoải mái. Bạn đi sau, gọi là cứ đi sau mình đây. Còn mọi chuyện cứ để mình lo. Ừ, đi sao em đi làm y tá thôi. Đúng rồi. Còn anh cứ quét hết map đi. Ok. Mình đi lưu map luôn anh em ạ. Không bé. Xoắn. Nhỏ bé cái gì. Không nhưng mà tao thấy ông cày với lại cái gì. Một mà ông cày với lại mà anh Lộc với lại anh Nam á thì ông bắn yếu á. Nhưng mà ông đi với anh Tuấn á bắn nó hay. Trời. Ông mà phối hợp với anh Tuấn bắn nó đẩy. Cày mấy anh Lộc là cày trai hạt. Đẩy nó còn một cách đẩy thôi. Nhưng mà tao những pha đẩy ngu. Những pha đẩy ngu. Học bài mà không được. Cày mấy lọc là tôi cày trái hạt. Nhưng mà bắn với em là hay nữa đó. Đúng rồi, bắn mấy cậu là hay nữa luôn. Đúng rồi. Ông mà bắn với em là hay nữa. Đúng. Trời ơi. Đúng kìa. Đúng quá luôn. Đúng rồi. Ui, mình cứ biết làm gì đúng em. Phải cứt. Đúng rồi. Bắn mấy em là còn hay nữa. Không ai quan tâm mình hết. Có mình quan tâm này. Có kêu ngao lên rồi kìa. Cái giọng, anh em nghe cái giọng này có nghe có gọi là mùi lòng không? Mình nghe là mình buồn rùn hết cái chân tay rồi.
giọng như này nói bây giờ mà bà này mà kiểu như là đúng rồi chắc nhau này ôi cái phải bà mà đi đối mà mic lên xong rồi tán dài rồi auto đổ anh em ạ. Đi mau là idol bỏ anh đó. Đúng, tôi không cần ông, ông gọi là ông gọi hai bạn nữ kia dậy đi, ông đi ra rìa luôn đi. Nữ không cần ông luôn, dắt theo hai cô bạn của ông là tôi cảm thấy gọi là mãn con mẹ nó nguyện rồi. Quá là easy. Lâu okay, lâu gặp những cái kênh như thế này rồi. Thực sự anh em ạ. Vừa có clip vui cho anh em xem. Không, anh bị ấy rồi, anh bị lỗi rồi. Lỗi cái gì? Nhân phẩm ta là kém đó. Đúng. Nhân phẩm thì kém đâu mà. Tổng cô lô tin là hay đó. Trên này, ui, trên này dã dò này. Ui nó dã kiểu. Chờ xíu anh ơi. Chờ cái gì? Bơm máu. Ui đi theo mình là không phải chờ. Không phải chờ, cứ lao lên mà bắn thôi. Ui, lắc rồi. Tóc công xuân thì làm sao phải xoắn. Cố lên anh ơi. Đúng rồi, cố lên. Ui, chớp kìa. Kiểu ơi. Chớp đỏ cả một bầu trời luôn. Vãi mùi xác này. Cái gì? Còn mẹ không? Mạng cái gì? Mạng quần què gì ở đây? Mai còn nghe nói gì không Mai? Mình thấy rồi. Tóc cho mày có. Thấy rồi này. Nhảy nhót này. Nhảy. Đâu rồi? Nhảy nhót này. Ui. Cái kiểu nốc rồi anh em ơi. Hay quá nào. Thì thế. Lên một thôi. Được rồi, mình đẩy lên. Đẩy thẳng luôn. Có lẽ có chơi nữa không anh? Hay là có, anh? Yên tâm. Bạn lũ như thế này thì chơi chứ. Từ mình phải xử lý xong cái bọn đấy này có đã. Chơi nữa không? Kéo em giùm anh đâu. Ui dồi ôi, kéo xuống được không? Xuống được không? Rồi clear. Em thấy cái câu 5 ngày lên chí tôn của anh là em thấy là sung sướng cuộc đời rồi đó. Sung sướng cuộc đời. Kéo xuống được không? Liêm sĩ. À liêm sĩ còn tới đâu. Liêm sĩ. Anh ta không cho đi. Đó. Kéo xuống được không? Để nó không cần kéo lên của anh cũng được anh ơi. Kéo xuống cũng được. Miễn sao chơi anh là được rồi. Uầy. Bất chấp luôn. Bất chấp luôn. Bất chấp gì luôn hả? Tầm này. Liêm sĩ gì tầm này. Mẹ u mê quá rồi. Mày quá rồi. Liêm sĩ gì tầm này. Đúng rồi, liêm sĩ gì tầm này đúng mà anh ơi. Liêm sĩ gì tầm này. Không có liêm sĩ thì cái tầm giờ rất này nữa rồi. Trên này cũng có một tiếng súng mà. Trên này thì có một tiếng súng, từ mình check qua đã các cậu ạ. Không thể nào mà hết nhanh vậy được. Vừa có một tiếng ca mà. Đâu rồi. Mày biết tao coi những clip của ông, mày biết tao bình luận nhiều cái nào không, nhưng mà ông không trả lời. Mày biết tao chờ cái khúc nào không? Tao chờ cái khúc mà ngừng livestream mà ông đang nghe nhạc á. Ông đang nghe một cái bản nhạc á, lúc đó nhắn tin ông mới chịu trả lời. Ui, thiệt luôn. Lại sai rồi. Mình tương tác nhiều còn luôn. Anh Tấn cũng vậy. Bạn sai rồi. Bài gì tiếng đờn không à, với lại tiếng hát rồi tiếng hàng Trung Quốc không à, nên không có hiểu được. Cái quần què gì? Có tiếng. Có tiếng. Rồi lúc một đầu xanh các bạn luôn. Đậu xanh các bạn luôn. Rồi bò dịch vào đây, bò dịch vào đây. Được ai đột. Ui nó đẩy lên rồi. Có đi nhường tới anh ơi. Rồi nghe rồi. Bò. Thôi xong rồi. Toàn rồi. Ui giời ơi, toàn rồi. Thôi gãy rồi. Thôi anh ơi. Ui giời ơi. Thôi xong luôn. Toàn luôn anh em. Anh ơi. Tại ông bị lốc làm tôi khó quá. Trời ạ, đang bắn phê với mấy bạn nữ. Ok, clip mình sẽ dừng ở đây thôi. Để coi thử. Hẹn gặp ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.